Bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2015, chính phủ Thái Lan tiến hành cấp phép cho lao động Việt Nam. Đây là bước đi cụ thể đầu tiên trong quá trình Thái Lan mở cửa thị trường cho lao động Việt Nam với quy mô lớn, từ đó xây dựng cơ chế hợp tác lao động cũng như là bảo hộ quyền lợi của người lao động trong nước. Với riêng Hà Tĩnh, địa phương hiện đang có khoảng trên dưới 10.000 lao động sinh sống và làm việc bất hợp pháp tại Thái Lan, thì đây thực sự là một thông tin hết sức đáng chú ý. Sang Thái Lan đã gần chục năm theo con đường du lịch. Ông Trần Quang Liễu, quê xã Thạch Kim, huyện Lộc Hà, làm nghề trông xe và phụ giúp nhà hàng tại thị trấn du lịch Bằng Xén, tỉnh Phôn Sang Ly. Công việc nhẹ nhàng, thu nhập mỗi tháng trên dưới 10 triệu đồng tiền Việt. Ông Liễu không mong gì hơn so với thu nhập ở quê nhà. Thế nhưng điều mà ông Liễu canh cánh đó là làm việc hôm nay nhưng không biết đến ngày mai. Đơn giản vì trên danh nghĩa ông vào Thái Lan là để du lịch và thời hạn nhập cảnh đã quá từ lâu. Mọi sinh hoạt và công việc trên đất Thái do vậy đều bất hợp pháp. Mình bên Thái đến thật chủ chứ. Mình ngay một biệt ngày mà thả một biệt thả nhưng mình cũng nói được gì được. Thứ nhất mà nói là thì xã hội thì dù như cùng án cùng được là hắn bắt là phạt. Phạt là thả phạt vài chục triệu, mười triệu tiền mới ra. Lo lắng của ông Liễu giờ đây đã chính thức được giải tỏa khi mà bắt đầu từ ngày 1 tháng 12 năm 2015, ông và rất nhiều người khác cùng cảnh ngộ được trình diện và đăng ký lao động hợp pháp. Theo quy định, tất cả những người nhập cảnh hợp pháp lần cuối trước ngày 10 tháng 8 năm 2015 và đến thời điểm ngày 1 tháng 12 năm 2015 đã hết hạn cư trú đều được phép trình diện. Chính phủ Thái Lan sẽ cấp phép cho lao động thuộc các lĩnh vực phục vụ trong gia đình, lao động chân tay trong các nhà hàng, các ngành nghề xây dựng và đánh bắt cá. Điều này không chỉ hợp thức hóa cho lao động Việt Nam đang cư trú và làm việc trái phép, mà còn mở ra cơ hội trong việc khai thác một thị trường lao động mới đầy tiềm năng. Điều đầu tiên ngành lao động thương binh xã hội phải làm đó là nắm bắt cái chủ trương chỉ đạo từ Bộ Lao động Thương binh Xã hội, Bộ Ngoại giao về vấn đề triển khai cái chương trình hợp tác của hai chính phủ. Trên cơ sở đó, ngành lao động cùng với ngành ngoại vụ có cái hướng dẫn đối với các huyện, thành phố, thị xã về vấn đề triển khai cái chương trình này. Cái sau nữa là trên cơ sở chương trình đó thì sau này sẽ xác định được các cái cơ quan đơn vị chịu trách nhiệm là đưa người lao động sang làm việc Thái Lan, thì chúng tôi sẽ chỉ đạo các cơ sở đào tạo nghề, các cái trung tâm dịch vụ việc làm, các doanh nghiệp xuất khẩu lao động là sẽ tổ chức đào tạo một cách bài bản cho cái người lao động của Hà Tĩnh sang làm việc Thái Lan. Vì để như thế thì chúng ta mới có cơ hội làm việc tại các cái đơn hàng, tại các ngành nghề mà có thu nhập cao và hoàn toàn hợp pháp theo quy định của hai chính phủ. Đã có những thời điểm, lao động Hà Tĩnh làm việc không phép trên đất Thái Lan lên đến trên dưới 1 vạn người. Thu nhập ổn định và tương đối khá so với công việc phổ thông tại quê nhà đã khiến nhiều người bất chấp rủi ro. Quyết định cấp phép cho lao động Việt Nam của chính phủ Thái Lan là một bước ngoặt đối với thị trường lao động Hà Tĩnh nói riêng và lao động Việt nói chung, vốn dĩ đang ở trong tình trạng rất khó khăn.